Xin chào tất cả các bạn. Trong bài hướng dẫn ngày hôm nay, mình sẽ tiến hành hướng dẫn cho các bạn cách đan một chiếc yếm cho bé gái như thế này. Để thực hiện thì chúng ta cần chuẩn bị những nguyên liệu như sau. Đầu tiên là len. Len mình sử dụng là len Lollipop của Ice. Tiếp theo là kim đan. Kim đan thì với yếm này các bạn có thể sử dụng kim thẳng, kim vòng hoặc kim hai đầu như thế này đều được. Không cần quan trọng về loại kim như thế nào. Và cỡ kim mình sử dụng ở đây là cỡ 5 mm. Ngoài ra thì chúng ta cần chuẩn bị thêm kéo và kim khâu ren để hoàn thiện sản phẩm. Chúng ta sẽ tiến hành các bước thực hiện như sau. Với yếm này thì các bạn có thể sử dụng kim gì cũng được. Kim thẳng, kim vòng hoặc là kim hai đầu. Tùy theo các bạn có kim gì thì dùng kim đó. Và đầu tiên thì chúng ta sẽ tiến hành bắt 15 mũi. Tại hàng đầu tiên, các bạn sẽ thực hiện là mỗi chân mũi một mũi ca. Chúng ta sẽ thực hiện là từ đầu đến cuối đều lặp lại như thế này. Mỗi chân mũi một mũi ca. Và tại tất cả các hàng lẻ tiếp theo thì các bạn đều đan như thế này nhé. Tức là thực hiện mỗi chân mũi một mũi ca, lặp đi lặp lại cho đến hết tại tất cả các hàng lẻ 1, 3, 5, 7, 9, vân vân. Tại hàng thứ hai. Đầu tiên chúng ta thực hiện là K3. 1 2 3. Sau đấy là một mũi yarn over. Trong bài này, mũi yarn over chúng ta chỉ cần vắt ren về phía trước kim như thế này là được. Sau đó tiếp tục đan. Các bạn sẽ thấy rằng là chúng ta đã tạo được một mũi ở trên kim như thế này. Tiếp tục thực hiện là mỗi chân mũi một mũi ca cho đến khi nào còn là một mũi. Như thế này thì chúng ta sẽ thực hiện là đan dòng ngắn, được thực hiện như sau. Các bạn đưa len về phía trước kim, trượt mũi cuối cùng này sang kim phải, sau đấy thì đưa len về phía sau kim, đưa mũi vừa trượt vòng lại kim trái và vòng len về phía trước, tức là chúng ta vòng được một vòng quanh chân mũi như thế này. Và sau đấy thì quay ngược sản phẩm lại. Len lúc nãy ở phía trước thì bây giờ nó sẽ ở phía sau. Đây. Tiếp tục. Tại hàng thứ ba như đã nói thì chúng ta sẽ đan bình thường. Mỗi chân mũi một mũi ca. Các bạn cứ thực hiện cho đến hết hàng. Tại hàng tiếp theo. Đầu tiên vẫn thực hiện là K3. Tiếp theo lại thực hiện yarn over. Tiếp tục đan K. Các bạn có thể thấy rằng là mũi yarn over sẽ tạo được lỗ như thế này. Đây là mũi yarn over của hàng trước. Sau khi đan xong hàng K tại hàng lẻ vừa rồi ấy, thì nó sẽ tạo được lỗ như thế này. Chúng ta đan đến khi nào còn là 2 mũi thì lại tiếp tục thực hiện ở dòng ngắn, vắt len về phía trước,
trượt mũi, vắt len về phía sau, đưa mũi quay trở lại kim trái và vòng len về phía trước. Sau đấy thì lại quay sản phẩm lại. Và tiếp tục đan hàng sau, tức là hàng mà chúng ta sẽ đan ca bình thường đó. Các bạn cứ thực hiện cho đến hết. Tại hàng tiếp theo, đầu hàng vẫn là K3. Tiếp tục yarn over. Tiếp tục đan ca. Cho đến khi nào còn 3 mũi như thế này thì các bạn lại thực hiện đan dòng ngắn. Và thực hiện tiếp hàng là lẻ bình thường. Mỗi chân mũi một mũi ca. Tại hàng tiếp theo thì đầu tiên chúng ta sẽ chiết 3 mũi ở đầu hàng. Các bạn chiết một mũi. 2 mũi. Và 3 mũi. Như thế này. Sau đấy thì tiếp tục đan 2 mũi ca. 1 2. Tiếp tục yarn over và đan bình thường. Cho đến khi nào còn 4 mũi thì lại thực hiện đan dòng ngắn. Lại tiếp tục đan hàng lẻ bình thường. Tại hàng tiếp theo, đầu tiên vẫn là K3. Tiếp tục yarn over. Và tiếp tục thực hiện đan ca. Cho đến khi nào còn 5 mũi như thế này thì các bạn lại đan dòng ngắn. Và quay lại đan bình thường. Tại hàng tiếp theo, đầu tiên vẫn là K3. Yarn over. Đan bình thường. Cho đến khi nào còn 6 mũi như thế này thì lại tiếp tục đan dòng ngắn. Và quay lại đan bình thường. Tại hàng tiếp theo, ở đầu hàng các bạn lại tiến hành chiết 3 mũi. 1 2 3. Tiếp tục đan K2. Sau đấy là yarn over. Và đan bình thường.
cho đến khi nào mà còn là 7 mũi như thế này thì lại thực hiện đan dòng ngắn. Và quay lại đan tiếp hàng sau. Tại hàng tiếp theo, chúng ta lại thực hiện là K3. Sau đấy là yarn over, đan bình thường. Cho đến khi nào mà còn là 8 mũi ở trên kim thì các bạn thực hiện đan dòng ngắn. Và quay sản phẩm lại, đan tiếp hàng sau. Tại hàng tiếp theo thì đầu hàng vẫn là K3. Sau đấy là yarn over và tiếp tục đan bình thường. Đến khi nào còn là 9 mũi ở trên kim như thế này thì các bạn lại thực hiện đan dòng ngắn. Và quay trở lại đan tiếp hàng sau. Tại hàng tiếp theo và cũng là hàng cuối cùng của cụm thì chúng ta sẽ thực hiện như sau. Các bạn vẫn chiết 3 mũi ở đầu hàng. 1 2 3. Sau đấy thì chúng ta sẽ tiến hành đan K hết số mũi này. Tuy nhiên thì tại các mũi mà đã thực hiện đan dòng ngắn ấy thì các bạn sẽ thực hiện thêm một bước nữa, cụ thể như sau. Đây, khi đan đến mũi mà chúng ta đã đan dòng ngắn, các bạn có thể nhận ra bằng cách là các bạn có thể để ý thấy là chúng ta sẽ có một cái đường ren nó vắt vòng qua chân mũi, vòng quanh chân mũi như thế này. Thì các bạn sẽ đan như sau. Đầu tiên là chúng ta trượt mũi sang kim phải. Sau đấy dùng kim trái gẩy lên cái đường ren mà vòng quanh chân mũi đấy. Sau đấy thì đưa kim phải quay trở lại kim trái và thực hiện một mũi K qua cả hai mũi này. Chúng ta đan được một mũi. Với mũi tiếp theo tiếp tục thực hiện như vậy. Trượt, gẩy, đưa trở lại và đan. Tiếp tục trượt, gẩy, đưa trở lại và đan. Các bạn cứ thực hiện tương tự như thế này. Và như vậy là chúng ta đã thực hiện xong 20 hàng. Đây cũng chính là một cụm. Các bạn sẽ lặp lại cụm vờ đan thêm 4 lần nữa để tổng cộng chúng ta có đó là 5 cụm. Tính cả cụm vờ đan này. Và cách thực hiện thì hoàn toàn tương tự như những gì mình vừa hướng dẫn cho các bạn thôi.
Sau khi thực hiện là xong đủ số lần lặp như thế này thì chúng ta đã làm xong phần thân của yếm. Và tiếp theo các bạn sẽ chuyển sang là phần quai, được thực hiện như sau. Chúng ta sẽ tiến hành chiết cho đến khi nào còn là 6 mũi. Và để cái đường viền ở đây được đẹp hơn thì mũi đầu tiên này các bạn sẽ trượt mũi mà không đan. Các bạn trượt mũi tiếp theo và đưa mũi ở phía sau vòng qua mũi ở phía trước. Sau đấy thì chúng ta tiếp tục chiết bình thường. Các bạn cứ chiết cho đến khi nào mà chúng ta còn lại 6 mũi, tính cả mũi ở trên kim phải này, tức là kim trái này sẽ còn 5 mũi và kim phải này có 1 mũi. Thì chúng ta tiến hành đan bình thường. Và đây sẽ là phần mà chúng ta làm quai áo. Chúng ta sẽ tiến hành đan dốc lòng tôm ở hai bên để đường viền được đẹp hơn. Và để thực hiện điều đấy thì ở mũi cuối cùng của hàng, các bạn sẽ đưa len về phía trước kim và trượt mũi cuối không đan. Sang hàng tiếp theo thì chúng ta lại tiến hành đan bình thường. Khi đến mũi cuối này thì lại đưa len về trước kim, trượt mũi. Tại hàng tiếp theo lại lặp lại như vậy. Đến cuối hàng thì lại tiến hành đưa len về trước kim, trượt mũi. Các bạn cứ tiến hành thực hiện như thế này cho đến khi nào phần quai này của chúng ta được ở một đoạn khoảng 14 cm thì các bạn dừng lại, hoặc là đạt đến độ dài mà các bạn mong muốn. Chiều dài của phần quai này là tùy theo sở thích của mỗi người nhé. Sau khi đan đạt độ dài vừa ý như thế này thì tại hàng tiếp theo các bạn sẽ tiến hành tạo khuyết như sau. Đầu tiên là K1, tiếp đến là K2 teo G, đan chập 2 mũi theo kiểu K. Tiếp theo là yarn over 2 lần. Các bạn quấn một vòng len quanh kim như thế này. Đây nhá. Len đang ở phía sau như thế này. Chúng ta quấn một vòng như thế này. Sau đấy tiếp tục đan. Mũi tiếp theo này thì chúng ta sẽ thực hiện SSK, trượt một mũi theo kiểu K, trượt hai mũi theo kiểu K, đưa kim trái quay trở lại hai mũi này và thực hiện một mũi. Các bạn có thể thấy là mũi yarn over 2 lần, tức là chúng ta vắt được 2 vòng len ở trên kim như thế này. Mũi cuối cùng này thì vẫn đan dốc lòng tôm, trượt mũi. Tại hàng tiếp theo các bạn đan bình thường cho đến vị trí của 2 mũi yarn over của hàng trước thì chúng ta đan như sau. Đầu tiên là 1 mũi K, sau đấy là 1 mũi P và tiếp tục đan bình thường với 2 mũi còn lại, ở cuối vẫn đan dốc lòng tôm.
Đây chúng ta tạo được khuyết như thế này. Chúng ta đan thêm một hàng bình thường nữa. Và đến hàng này thì chúng ta tiến hành chiết mũi. Sau khi chiết xong thì các bạn lấy len qua chân bút cuối cùng và cắt len. Sau đấy thì kéo chặt lại để chốt mũi. Như vậy là chúng ta đã xong phần quai. Và cuối cùng thì các bạn sẽ tiến hành giấu các sợi len thừa này. Đây. Các bạn giấu len vào mặt trái của sản phẩm. Phần bên này cũng vậy, giấu vào mặt trái của sản phẩm. Và sau đấy thì khâu cúc vào phần tương ứng. Chúng ta sẽ được như thế này. Các bạn sẽ khâu cúc vào phía bên này. Và sau khi thực hiện là xong như vậy thì các bạn đã đan xong được chiếc yếm này. Chúc các bạn thành công.